Năm 2024 đến nay, cả nước có 5 nhóm hàng xuất khẩu thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt tỷ đô la, đó là gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, thủy sản, gạo và rau quả. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp với kim ngạch đạt trên 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Xuất khẩu cà phê đứng vị trí thứ hai, thủy sản đứng vị trí thứ ba, tiếp đến là mặt hàng gạo và cuối cùng là mặt hàng rau quả Việc năm nhóm hàng nông nghiệp xuất khẩu cùng đạt kết quả tăng trưởng hai con số là dấu hiệu hết sức lạc quan trong bối cảnh năm 2003 vừa qua nhiều nhóm bị suy giảm mạnh về kim ngạch, trong đó phải kể đến gỗ, sản phẩm gỗ và thủy sản. Với sự khởi đầu tích cực và dự báo những yếu tố thuận lợi của kinh tế thế giới và trong nước, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đề ra mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 đạt khoảng 55 tỷ đô la Mỹ.